Gặp gỡ video gì cho cô nghe. Gặp có máy á. Gặp đốt để xem nè. Hả? Tôi không biết. Tâm nhìn từ iPhone. Chạy hỏi mạng. Ngủ toàn là bay thôi. Nó phịt tao. Chờ đó chuyện gì đó video thứ hai đó. Bao hết coi mấy chỗ nữa là tôi tiếp tục bóc ngon. Đất có mù cám không, qua lấy mù cám đi không có mà nửa chín rưỡi đây nè ông ra sớm sớm thì tôi làm trong hộp tấm 9 giờ kém rồi đi đàn ông rồi. Kéo làm đi chứ không biết mua hưởng rảnh bạn đi chơi hả à? Mua đi làm thì làm đi chứ chờ đi làm khách hàng còn không đủ rồi đó. Nhớ nó rút xuống ở dưới cái nơi mặt chùi không có được. Cho to ra đi nè, xuống quá mà mình đổ cho lắm bằng bị đen á, lúc sau mình thấy sạch nhiều cái mình làm sạch mình nó cũng không có sạch bởi cái lỗ đen á nên nhìn sạch hơn.
Chị Bình đi làm shipper rồi. Đường trong rồi này. Thấy đâu đường cá trong khỏe, nãy đứt đâu ngầu mà. Bà có mạo đam mê say mũi. Làm sao cho mình tóm 9 phút, bảy tóm phút. 9 phút vào. Thấy cái mũi không á? Lại chờ 3 phút vào. Đây là cái mũi không và tóm 9 phút rồi. Nhiều quá nhỉ. Được mà. Mình cắt bỏ nó phút đầu là nó còn nặng ít mùng á, mình ghép qua bên video kia. Ý mình muốn trong được học để nguyên đây mình không rồi lấy nguyên video một khám không thôi, ý mình ổn gì cũng muốn như đó. Nhưng mà như đây cũng được. Mình bắt một bắt thôi nhưng mà một video cắt lâu thôi. Bây giờ cũng rồi xây không hết rồi làm thôi.
Đừng ngó lại nha. Buổi sáng ở trên cái trang nó mùng mà trang nó lạ lắm nè. Mình chưa vô dưới trang nữa. Nó ăn cắp video của mình nữa. Mùng nó đem mà nó phóng ở nhìn đã. Mấy bà nhìn ra, mấy bà cái hương thì mùng. Mấy bà gõ tay mình nhắc vô, mình vô. Không, video cũ lâu đời rồi. Mấy bà xem video mình mấy bà biết là tụi nó ăn cắp. Nó chụp màn hình nó rất là đẹp, không bể một xí luôn. Nó quay màn hình đã to mà không có bể đâu, trong view hơn của mình luôn. Làm cho có chuyện bể, nó start sáng trưng luôn. Không, không bể nữa. Thì mở mình biết. Mình làm được mà nó nhanh quá. Dần đâu tụi nó làm đẹp lắm. Mình hấp dẫn. Chắc đưa cho xây mình. Để anh người hoa mình xem. Giờ lại đi chạy lại đi chạy. Cái tụi nó bạc xanh tiền á, xung quanh cái khung hoa hoa. Đã vì thế nên là mình phóng to ra đó. Ừ. Cái khung mà nhỏ thôi. Nó phóng cho những mới đã. Phóng ghê đó. Còn cái đêm mình ăn cắp nó phóng to không á. Nhưng mà phóng to ra cho đêm nguyên là yên đá mà. Ừ. Thế là phóng to. Nó vẫn có tay hương trong đó. Cái đó mình có ghi tay. Cầm nó mỏi ra. Người ra không mỏi bằng người cầm. Cầm thì nó cũng tay. Này gió cứ nghe lòng em. Này gió hát xuống tay đêm. Làm ấm khuya đi em rồi. Em có yêu mình. Cơn thương mong manh. Này gió cũng nằm không mà không tía tay luôn đó à. Nằm không nữa mà không ngồi nữa đó. Thì là có nằm ra là sạch sẽ. Kỹ lắm, làm nhiều lắm. Phải chịu khó đó, làm nhiều đó. Làm bằng hai người đó, không có hết được. Cái kia hết rồi, dục đó đó. Cái kia dục đó đó, cái cột E đó. Ờ, tiểu hồi nói gì tôi tưởng của mày ngoài trời quá ơi. Tôi sáng giờ mình mua E cả ông mai, mua hết cái đó là đúng chứ. Không mà kể để đó. Rồi mua đi theo, đi theo dạy đi, dạy sợi đại cũng đi luôn. Trong cái hộp chịu gì đúng không? Thank you.